everyone and welcome back to our channel. It's me, Vivi. Yay, and today in this video, I'm continue to correct test number 3 of Jim Towick. Okay, so I hope that you've already finished all the tests and now it's time for me to correct for you guys. Chào mừng các em quay trở lại với chuỗi video chữa đề của Miss Vivi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm việc với đề số 3 của bộ đề Jim Towick các em nhé. Và cô hy vọng là các em đã finish xong tất cả cái phần test ở nhà rồi. Và bây giờ sẽ là phần để chúng ta cùng nhau chữa những cái câu nào mà các bạn còn thắc mắc. Ok, thì không để các em phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào cái phần chữa đề nhé. Phần đầu tiên của chúng ta sẽ là phần part 5. Part 5 trong bài thi Towick liên quan đến phần ngữ pháp đúng không ạ? Câu hỏi số 101. Chúng ta lấy như thường lệ nhá, các em nhớ cô này, mình tìm xem là đây là dạng câu hỏi gì. Và với mỗi dạng câu hỏi thì mình sẽ có những cái dạng làm bài khác nhau. Và với cái câu hỏi ở đây của chúng ta với 4 đáp án là so, but, yet và and, thì đây đều là những câu hỏi về phần liên từ đúng không nhỉ? Rồi, với câu hỏi về phần liên từ thì một là các em có thể sử dụng dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu nhận biết. Hai là các em có thể dịch nghĩa. Thế với câu này thì mình thấy là so thì đằng sau nó sẽ không cộng với một danh từ như thế này. Đấy chạy, đến đây mình loại luôn cái đáp án A đi. So nhá, nhớ cho cô là nó chỉ có thể cộng với lại tính từ, hoặc là cộng với trạng từ, hoặc là nó sẽ cộng với lại cái từ that, hoặc đằng sau sẽ cộng một mệnh đề. Đó, thì mỗi một cái đấy sẽ có một cái nghĩa khác nhau, chứ nó không cộng với lại danh từ. Tiếp tục này, mình có từ but. But thể hiện cái ý kiến trái chiều. Ok, cộng với danh từ vẫn được. Yet cũng vẫn được. Và and cũng vậy. Thế thì cái chỗ này mình phải dựa vào cái phần nghĩa của nó rồi, đúng không ạ? Với cái phần nghĩa này thì các em lưu ý cho cô nhá. Our new social organizer's personal favorites do not include jazz or classical music, but she loves. Tức là cái cô này này, cô ấy không thích nhạc gia và nhạc cổ điển, nhưng mà cô ấy yêu các cái thể loại này. Thích nghe là techno, là nhạc kiểu điện tử này, world music và tất nhiên là cả nhạc rock nữa. Vì vậy đáp án của chúng ta ở đây sẽ phải là and, đúng không ạ? Rồi, câu hỏi số 102. Câu hỏi số 102 là một câu hỏi về phần giới từ. Giới từ mình có là upon, before, beside và next to. Câu này thì bốn cái giới từ này thì nó đều nghĩa nó khác nhau đúng không? Thế nên là các em hãy xem là cái phía trước và phía sau của những cái giới từ này là gì. Thì phía sau mình có cả một mệnh đề là you set out on an international trip. Thế thì câu này mình lại phải dịch rồi đúng không? It is strongly advised that you check that you have all your essential documents in a briefcase. Người ta khuyên rằng bạn cần phải kiểm tra rằng bạn đã có đầy đủ giấy tờ cần thiết. Essential documents, tất cả giấy tờ cần thiết trong vali của mình trước khi mà bạn khởi hành đến một cái chuyến du lịch gọi là ở tầm quốc tế đấy. Thế thì đáp án của chúng ta ở đây sẽ phải là before, đúng không em? Cũng không quá là khó. Câu số 103 này, the most và peace. Ở đây của mình từ peace là một danh từ đúng không? Peace là danh từ, the most ở đây thì chắc chắn đằng sau của mình phải là một tính từ rồi, so sánh hơn nhất đúng không ạ? Tính từ thì value, valuing, values và valuable thì dễ dàng chúng ta có thể chọn được đáp án là valuable bởi vì là đuôi ở bồ đúng không? Ok, câu số 104. Câu hỏi về phần đại từ. Câu hỏi về phần đại từ này, các em xem là cái mệnh đề mà mình cần điền là có cái gì này. The general manager took the time. Ok, the general manager đây của mình là một chủ ngữ rồi. Took the time, ở đây của mình có động từ rồi. Thế câu của mình có S, có V đủ rồi, đúng không? Thì mình, thứ nhất là mình có thể loại được đáp án nào ạ? Loại đáp án A, bởi vì mình có chủ ngữ rồi, không cần she đây nữa. Her đằng sau không có danh từ, thế nên là mình cũng loại được cái đáp án là her. Thế còn hers ở đây nó là một đại từ sở hữu đúng không ạ? Với đại từ sở hữu thì nó sẽ bằng một tính từ sở hữu cộng với một danh từ, nhưng với điều kiện là mình đã biết cái danh từ phía trước này của nó là cái gì rồi, đã biết, và nó sẽ đứng sau động từ đấy. Thế cái chỗ này trước động từ là sai rồi. Vậy thì chúng ta cũng sẽ loại được phương án C. Còn phương án D cuối cùng là herself, tự cô ấy. Nếu như cho cái từ herself ở đây, mình dịch câu hoàn toàn là hợp lý về phần nghĩa này. The general manager herself took the time. Cái người quản lý chung ấy thì đã tự dành thời gian ra để chào đón tất cả những cái người nhân viên mới. Ok, nên đáp án của chúng ta sẽ là đáp án D nhá. Câu số 105 của mình lại là một câu hỏi về phần từ loại đúng không ạ? Thì các bạn nhìn nhanh cho cô này, mình có từ customer và mình có từ survey. Thì cô đã dặn các em rồi,
là nếu như mà các em thấy có từ survey là một này, từ plan là hai này, đúng không? Hoặc là từ strategy. Đấy, ba cái từ này này thì đằng trước luôn luôn nhớ là cộng cho cô một cái danh từ nhá. Ví dụ như là bản khảo sát khách hàng hay là bản khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng, kế hoạch tiết kiệm tiền hoặc là kế hoạch marketing hoặc là chiến lược marketing. Đấy, thì đằng trước sẽ là danh từ, trong đề thi TOEIC là như vậy. Vậy thì với câu này của mình chắc chắn đáp án sẽ là satisfaction. Customer satisfaction ở đây của mình có nghĩa là bản khảo sát sát mức độ hài lòng của khách hàng. Ok. Câu số 106, câu hỏi này là về phần từ loại đúng không? Từ loại này các em thấy mình có từ ongoing và development. Development ở đây của mình là một danh từ. Our ongoing đây là một tính từ này. Our ongoing chấm chấm development seminars. Rồi, thế thì chỗ này chắc chắn của mình cũng sẽ thiếu một tính từ đúng không? Tính từ đứng trước danh từ mà, bổ nghĩa. Vậy thì đáp án của mình Shin ở đây không đúng rồi, đuôi ly ở đây càng không đúng. Lism cũng là một đuôi danh từ. Danh từ này, trạng từ này, loại hết đi đúng không? Đáp án còn lại của chúng ta là đáp án C, professional. Ok. Câu số 107, câu số 107 lại tiếp tục là một câu hỏi về phần từ loại rất là dễ. Ở đây chúng ta thấy này, phía sau là dấu phẩy rồi, xong rồi kết thúc mệnh đề rồi, không liên quan gì nữa. Phía trước If you wish to register for State University's new academic news update, thì ở đây của mình, đây là chủ ngữ rồi này. You này, mong muốn làm gì này, động từ này, mong muốn là đăng ký cho. Vậy thì cả đằng sau này sẽ là một cái danh từ, cả một cụm danh từ đúng không? Dịch vụ cập nhật thông tin về mặt học thuật ở trường đại học của bang đấy. Vậy thì đáp án của chúng ta thiếu một danh từ, chỉ có thể là từ service thôi đúng không, còn những cái đuôi này thì không thể dùng với danh từ được. Câu số 108 này lại là một câu hỏi về phần verbal, từ loại đúng không, composer mà. Đó, câu hỏi về phần từ loại này thì các em để ý mình có từ begin chấm chấm their own masterpieces. Begin đằng sau begin, đằng sau start, đằng sau stop. Thì các em nhớ cho cô là mình sẽ cộng với verbing đúng không? Đó, vậy thì một số trường hợp các bạn có thể cộng với lại to verb cũng được. Thì trong những video sau cô sẽ giới thiệu với các bạn sau. Nhưng cái chỗ này chúng ta sẽ thấy là gì đây ạ? Begin chỉ có duy nhất một đáp án ở đây, đáp án D là composing. Bắt đầu sáng tác những cái bản nhạc riêng của họ, composing này, compose là sáng tác nhạc hoặc là sáng tác một cái bài văn, bài thơ. Rồi. Ok, câu số 109. Câu số 109 là một câu hỏi về phần từ loại. Mình có là verb này, tính từ này, verb ing này và verb ed đúng không ạ? Nào chúng ta cùng nhìn nhá. Mệnh đề đằng trước thì các bạn có thể bỏ qua này, chúng ta nhìn luôn vào cái mệnh đề phía sau. The newly elected president, đây chính là một cụm chủ ngữ đúng không ạ? Một cụm chủ ngữ. Đằng sau chủ ngữ bắt buộc phải đi với gì các em? Bắt buộc phải đi với động từ đúng không ạ? Và động từ của mình ở đây mình còn lại là ba cái đáp án, mình loại được luôn đáp án B đi nhá. Đấy. Thế thì này, mình không được có động từ to be, thế nên là em sẽ không thể nào mà dùng proposing được, đúng không? Thế bây giờ chúng ta xem là cái thì này của mình là hiện tại hay là quá khứ. Nhưng mà các em để ý cho cô một chút nhá, cái từ president này của mình ở đây là một người đúng không? Một người này, nếu mà ở hiện tại thì có phải là cái này của mình phải chia là proposes đúng không? Đó, thế nên là mình loại luôn đáp án A. Mà đáp án cuối cùng của mình chọn được chính là proposed. Đó. Cái người gọi là gì đây? Chủ tịch của cái hội đồng này này vừa mới được chọn ấy, cái ngài chủ tịch vừa mới được bầu ra thì đã đề nghị rằng the council extend its activities to the field of social justice. Đó, thì ông ấy đề nghị là sao? Được chưa? Thì đáp án của mình sẽ là đáp án D, proposed. Câu số 110 này, câu số 110 này của mình là câu hỏi về phần giới từ. Đúng không ạ? Giới từ. Thì các em để ý cho cô xem là mình có các cái loại giới từ đúng không? Giới từ chỉ thời gian này, giới từ chỉ địa điểm này, giới từ chỉ nơi chốn này, và giới từ theo cụm. Đúng không? Theo các cái cụm danh từ, động từ hoặc là tính từ. Đấy. Thế thì cái chỗ này mình thấy là không phải là thời gian, không phải là địa điểm mà cũng không phải là nơi chốn. Thế nên nó sẽ phải là một cụm rồi, một cụm. Vậy thì cụm của chúng ta ở đây, các em để ý cho cô nhìn thấy từ offer này. Hôm nọ vừa cái đề 2 chúng ta vừa mới làm xong. Offer something
to somebody. Ở đây mình thấy có là loyal customers này, là khách hàng thân chân à, khách hàng thường xuyên, khách hàng trung thành đấy. Special bonus discount, đây là something rồi, một cái khoản gọi là giảm giá đấy. Thì chúng tôi muốn cung cấp cho khách hàng trung thành của chúng tôi một cái khoản giảm giá. Vậy thì đáp án của chúng ta ở đây chính là từ to, đúng không? Rồi, câu số 111 này. 111 cũng là về phần liên từ, các cái liên từ mình có thể dùng đấy. Thì nhớ cho cô due to mình cộng với danh từ hoặc cộng với verb in. Đấy, còn while này thì mình sẽ cộng với, một là cộng với mệnh đề hoặc là cộng với verb in. Cộng với verb in khi mà trùng chủ ngữ các em nhá. Còn không thì mình sẽ cộng với mệnh đề này. In fact thì phải có dấu phẩy. Đấy. Whether chấm chấm or not. Thế thì này, nhìn cho cô này. Reason adjustments in income tax rates, tức là cái sự thay đổi gần đây trong cái mức thuế thu nhập đấy. Trong cái mức thuế thu nhập. Vậy thì đây không phải là một mệnh đề, mình loại được đáp án B đúng không các em? Đáp án C mình loại rồi vì không dấu phẩy. Vậy thì bây giờ mình chỉ còn là due to hoặc là whether thôi. Whether ở đây mình đằng sau mình sẽ cộng với một mệnh đề đúng không? Đó, mệnh đề hoặc là mình đi tìm chữ or not thì cũng loại được rồi. Không có chữ or not mà cũng chẳng phải là mệnh đề. Vì vậy các em sẽ chọn cho cô là đáp án due to. Mình dịch lại lần nữa cho nó chắc nhá. Due to reason này, bởi vì cái sự thay đổi gần đây ở bởi vì cái sự thay đổi gần đây trong cái mức thuế thu nhập nên là những cái người công nhân sẽ nhận thấy là họ sẽ rất là ngạc nhiên. Nhưng mà ngạc nhiên theo cách rất là vui vẻ bởi một cái sự tăng ở trong cái paycheck của họ, trong cái tờ gọi là tờ lương, đại ý là được tăng lương ấy, đúng không ạ? Rồi, câu số 112 này. 112 này của mình ở đây là một câu hỏi về phần thì đúng không? Về phần thì của động từ. Thì chúng ta lưu ý cho cô này. Losing verb in này. Loses là chia ở hiện tại này. Chia chủ ngữ là số ít này. Was lost ở đây của mình là bị động đúng không? Bị động. Nhưng bị động ở quá khứ. Và is lost ở đây cũng là bị động. Và bị động ở hiện tại. Ok. Nào thì chúng ta cùng xem nhá. Ở đây chúng ta thấy dễ, rõ ràng thấy luôn này. Đây mình có từ were. Có từ were involved đúng không? Vậy thì ở đây chắc chắn là quá khứ rồi. Quá khứ thì mình sẽ loại luôn cái đáp án B. Loại luôn cái đáp án A đúng không? Và loại luôn đáp án gì? Loại luôn đáp án D. Thế thì còn mỗi đáp án C thôi. Was lost. Đấy. Thế thì cô sẽ dịch cho các bạn cái câu này lại lần nữa nhá, để chúng ta đảm bảo cho nó chắc nhá. Much of investors long held esteem. Cái từ esteem này của mình là kiểu như là lòng yêu thích hoặc là quý trọng á. Quý trọng hoặc là yêu thích. Đấy, tức là cái lòng quý trọng hoặc là cái sự ưa thích của những cái nhà đầu tư vào cái công ty này thì đã bị mất. Chủ từ của mình là không đếm được, thế nên là was là đúng rồi đúng không? Đã bị mất trong suốt cái thời kỳ mà share market boom, thời kỳ bùng nổ về chứng khoán đấy. Khi mà executives, những cái người điều hành này này, họ liên quan đến were involved in accounting irregularities, đã liên quan đến những cái vi phạm về mặt kế toán. Tóm lại là những cái nhà đầu tư không còn gọi là thích đầu tư vào cái công ty này nữa. Đó, thì đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C, was lost. Rất là nhanh đúng không em? Câu số 113 này. Câu số 113 của chúng ta là một câu hỏi về phần từ vựng rồi. Nhưng mà cứ bình tĩnh nhá, không vấn đề gì cả. Mình có từ better. Better của mình là tốt hơn. Improved là tiến bộ. Superior là vượt trội. Sẽ đi với từ to. Superior to something, vượt trội hơn cái gì đấy. Advance cũng là tiến bộ. Đấy. Tiến bộ về mặt kỹ thuật. Nào, thì chúng ta cùng xem cho cô nhá. Ở đây mình có từ to rồi. Có từ to rồi. Better ở đây thì phải đi với than. Bởi vì sao ạ? Đây là so sánh hơn. Đúng không? Improve thì sẽ không đi với to.
và advanced cũng không đi với to, chỉ có duy nhất cái từ của chúng ta là cái từ superior là mình đi với to thôi. Đấy, thì cô sẽ dịch cho các bạn cái câu này này. The Springbok Hotel chain's attention to detail and business friendly pricing structure. Cả cái cụm này nhá. Cả cái cụm này là chủ ngữ này. Cả cái cụm này là chủ ngữ bởi vì các em chưa thấy có động từ đâu, mà đây này, đây mới bắt đầu động từ của mình này. Make tức là gì đây ạ? Cái sự chú ý vào từng chi tiết và cái cách đặt giá sao cho thân thiện của cái chuỗi của cái chuỗi khách sạn này này thì đã khiến cho make something, khiến cho khách sạn, những cái khách sạn của chúng tôi vượt trội hơn bất cứ cái nào khác ở trong cùng cái phân khúc này. Đó, thì đáp án C của chúng ta là chính xác rồi, đúng không ạ? Câu số 114. Câu hỏi về phần các cái liên từ, đúng không? Các cái liên từ hoặc là so sánh ấy, thậm chí có cả tính từ ở đây nữa. Đấy, thì các em nhìn nó cô nhá. Những cái câu nào mà có only này cứ để ý cô xem là có bắt đầu sâu không. Đấy. Thế thì ở đây mình đã có bắt đầu sâu rồi mà lại có chữ not này nữa thì hiển nhiên phải là not only but also. Đúng không? Đó. Dễ ơi là dễ. Nào, câu số 115 của chúng ta này. To, đây là một câu hỏi về phần chức từ loại, đúng không ạ? Câu hỏi về phần từ loại. Chúng ta có cấu trúc này, to be entitled to. Đấy, thì mình có là to be entitled to do something hoặc là to something. Hai cái này khác nhau, các em phải để ý này. Hai cái này hơi khác nhau. To be entitled to do something, đây có nghĩa là được quyền làm gì? Thế còn to be entitled to something là được quyền, được cái gì đấy? Được cái gì về mặt quyền lợi? Đấy, thế lưu ý cho cô này, ở đây mình có từ compensate. Compensate ở đây của mình là gọi là bồi thường. Đấy, thế thì chúng ta xem nhá. Under the new law, theo như cái luật mới này, customers, khách hàng thì sẽ được quyền bồi thường hay là sẽ được nhận bồi thường nếu như sản phẩm bị lỗi. Được quyền bồi thường nghĩa là họ sẽ phải, khách hàng sẽ phải bồi thường người khác. Đấy, thế còn đây là được nhận bồi thường thì sẽ là khách hàng được, là cái người được nhận bồi thường. Vậy thì cái chỗ này của mình sẽ không thể là to be entitled to do, đúng không? Không phải là khách hàng là người đi bồi thường, mà khách hàng phải là cái người mà nhận được cái bồi thường đấy. Đó, thế nên là câu này hơi khó một chút. Câu này hơi khó một chút vì các bạn thấy to là các bạn chọn luôn cái từ compensate đấy. Thế nhưng chỗ này lưu ý cho cô nhá, bởi vì khách hàng không phải là người mà phải đi bồi thường cho người khác, mà khách hàng là được nhận cái bồi thường đấy theo cái quyền lợi của họ. Vì thế chúng ta phải chọn danh từ là compensation. Ok. Câu số 116 này. Đây là một câu hỏi về phần từ vựng. Thế nhưng cũng không phải là quá khó đâu các em ạ, bởi vì nhìn nó cô này, mình có từ under no. Under no rồi thì chỉ có thể chọn được cái từ là gì? Obligation, đúng không? Obligation. Ở đây under no obligation này mình sẽ dịch là không bị ràng buộc, không bị ràng buộc mà phải ký bất cứ một cái hợp đồng nào. Đó, thế còn cái từ pledge này của mình ở đây nó là vật cầm cố. Vật cầm cố thì không được rồi, promise lời hứa rồi, engagement là sự liên quan, không được mà phải là under no obligation. Đây là cả cụm rồi nhá, các em phải nhớ cô. Đó, thì đáp án của mình sẽ là đáp án C. Ok, mình sẽ chuyển sang những câu tiếp theo. Tiếp theo câu số 117 này. Câu số 117 liên từ tiếp đúng không? Only if, as many as hoặc là as much as. Với câu này thì mình sẽ phải dịch rồi đúng không các em? Nào, ở đây của chúng ta có only if là chỉ nếu, as if như thể là, as many as và as much as là nhiều như, đúng không? Nhiều như là, đây là so sánh bằng mà. Many là mình dùng cho danh từ đếm được này. Thế còn as much as là dành cho danh từ không đếm được. Đấy, thế thì mình sẽ xem cái câu này như thế nào nhá. Educational expenses are tax deductible. Chấm chấm, the taxpayer can show that. Cái những cái chi phí mà giáo dục ý, thì sẽ được giảm thuế, khấu trừ thuế
nếu như mà cái người trả thuế có thể show ra được những cái bằng chứng. Đó, thì đáp án của chúng ta ở đây sẽ là only if, đúng không các em? Ok, câu số 118 của mình này, mình có đây là những cái đại từ quan hệ này và có thêm hai cái đại từ quan hệ và hai cái giới từ ở đây. Chúng ta có nhìn phía trước và nhìn phía sau cho cô này. Make up your mind. Bình thường công thức của chúng ta này, make up your mind, make up one's mind to do something. Đó, tức là quyết định làm gì. Thế còn nếu như mình có cái từ decide, nó sẽ bằng với từ decide nhá. Còn decide thì ngoài cái decide to do something ra thì em có thể decide on something, quyết định lấy cái nào đấy. Rồi, thế thì cái chỗ này của mình không có to, thế nên là không có to mà không có verb thì mình không thể là chọn là on với lại about được rồi. Mà em để ý cho cô này, không thể có người, đúng không? Không thể có người ở phía trước cái đại từ quan hệ này, nên mình cũng không thể chọn whom được. Mà mình thấy cái từ destination ở đây là một danh từ. Một danh từ. Trước danh từ thì các em nhớ là chọn cho cô từ gì nhỉ? Chọn cho cô which, đúng không? Nếu bạn không thể make up your mind, quyết định được which destination to choose, cái địa điểm, cái nơi đến nào để lựa chọn cho cái chuyến đi summer này ấy, thì sao không nói chuyện với những cái người tư vấn về mặt du lịch. Đó, thế thì cái chỗ này là which nhá. Nó giống như cái câu mà tớ vẫn chưa quyết định được là tớ nên xem bộ phim nào ấy, thì các em có thể nói là I haven't made up my mind. Bộ phim nào nên xem này, which film to watch tonight. Đấy, tớ vẫn chưa quyết định được là bộ phim nào tớ sẽ xem vào tối hôm nay. Thì lưu ý cho cô nhá, đằng sau which các em sẽ phải cộng với lại danh từ. Ok, tiếp này, câu số 119. As chấm chấm as. Ok, so sánh bằng rồi. As này ở giữa có thể là tính, có thể là verb, đúng không? Đằng sau là một cái as nữa. Thế thì tính từ hay là trạng từ thì nó phụ thuộc cái động từ phía trước. Đấy, nó phụ thuộc cái động từ này này. Thì các em nhìn nó cô này, to running our city trains and buses. Run, đúng không? Động từ của mình ở đây là động từ run, không phải động từ to be rồi. Không phải to be thì không chọn được tính từ rồi. Động từ của mình là từ run, thế nên là chúng ta phải chọn là efficiently, đúng không ạ? Câu số 120 là một câu về phần từ vựng last này. Bình thường các bạn sẽ loại luôn cái đáp án last này của cô, đúng không? Bởi vì các bạn nghĩ là last là cuối cùng. Thế nhưng trong câu này nhá, mình cái từ last này là động từ thì mình sẽ dịch nó là kéo dài. Giống như cái câu là không có gì là mãi mãi. Không có gì là mãi mãi thì chúng ta có thể nói như nào nhỉ? Nothing lasts forever. Đấy, không gì là mãi mãi cả. Nothing lasts forever. Vì vậy cái từ last ở đây của chúng ta là kéo dài, hoặc là bộ phim kéo dài 3 tiếng ấy, thì em có thể dùng cái từ last này. Thế còn pass này là qua, đi qua, vượt qua kỳ thi, hoặc là pass qua. Đấy. Thế còn spend là dành, dành tiền hoặc là dành thời gian. Dành tiền hoặc là thời gian làm cái gì đó, đằng sau cộng với verb in là người ta ẩn cái từ on đi. Thế còn retain, retain của mình là giữ lại, giữ cái gì đó lại, kiềm chế cái gì đó lại, không cho phát triển. Đấy. Thế thì cái chỗ này nhá, thật là không may này, bất cứ một cái lợi nhuận nào, bất cứ một cái lợi ích nào mà đạt được bằng cái việc là giảm giá, không bao giờ nó kéo dài được mãi mãi cả. Nếu như mà những cái lợi ích này này đạt được bằng việc là giảm chất lượng. Đó. Thế thì đáp án của chúng ta thay lắp các em lắp các cái nghĩa vào đây thì chỉ có cái từ last là hợp lý nhất thôi, đúng không ạ? Câu số 121. Any, other, another, one another. Nhiều bạn sẽ rất là sợ những cái từ này, đúng không? Những cái đại từ chúng ta này. Mình có từ any này, nhớ cho cô nhá. Any cộng được với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Thế còn other đằng sau luôn cộng cho cô danh từ số nhiều, đúng không? Danh từ số nhiều. Another cộng với danh từ số ít, đếm được số ít. Thế còn one another là một cái khác, thì nó sẽ đi theo cái cấu trúc là from one to another thì nhiều hơn, chứ còn one another thì nó hơi ít. Đấy, thế thì cái chỗ này mình thấy cái từ là disadvantage ở đây là đếm được, đúng không? Disadvantage ở đây là đếm được mà lại ở dạng số ít, thì nên là mình loại A, loại B, loại D đi, thì đáp án còn lại của chúng ta sẽ là another serious disadvantage of the existing plant. Đấy, tức là một cái vấn đề khác của cái, một cái vấn đề nghiêm trọng khác của cái nhà máy này là này kia, đúng chưa? Thì sẽ là another cộng với danh từ đếm được số ít.
Câu số 122 này. Một câu hỏi về phần liên từ, những cái từ nối đấy. Both thì nhớ là đi với cô là phải đi với từ and, plus thì cộng với lại something luôn thôi. Thêm vào đấy, nó bằng nghĩa, nó bằng với cái từ and. Đấy. Còn though này thì một là đằng sau nó sẽ cộng với mệnh đề, trong mệnh đề nhượng bộ. Còn hai là có thể nó sẽ đứng sau dấu phẩy nhưng mà phải đứng ở tít cuối câu, though. Đấy. Còn together nó sẽ đi với with. Thế thì ở đây nhá, các em để ý cho cô này. Both không có and, loại đi. Though không phải là mệnh đề, mình cũng loại đi vì đằng sau này chỉ có là all the comforts of 5-star accommodation thôi. Đây là một cụm danh từ rồi. Together không có with thì mình cũng loại đi. Còn lại cái đáp án B thôi là plus, thì nó bằng nghĩa giống như là từ and. Chúng ta cùng dịch câu này nhá. Encounter environmental tours offers trips to some of the most beautiful and isolated wildernesses in the world. Tức là gì đây? Cái tour này này, nó cung cấp những cái chuyến đi đến những cái nơi mà cực kỳ đẹp và cực kỳ là bị cô lập, tức là rất là hoang dã đấy. Đồng thời với đó là tất cả những cái tiện nghi của một cái nơi ở được đánh giá là 5 sao. Đó, vậy thì cái từ and hay là cái từ plus này của mình ở đây là hoàn toàn chính xác, hợp nghĩa, đúng không ạ? Câu số 123, câu hỏi về phần từ loại. Rất dễ, những câu này thì cực kỳ dễ làm nhanh thôi. Em để có động từ to be này, có unpopular tính từ rồi, thế thì ở trước nó phải là một trạng từ công thức rồi, đúng không? Đấy. Chọn luôn cô đáp án D, predictably. Câu số 124 này là một câu hỏi về phần từ loại, đúng không ạ? Minor là ít này, thiểu số này. Lengthy là dài lê thê này. Giống như là khi mà em nói về một bài văn ấy, bài văn dài hơn là dài, lengthy, temporary, tạm thời. Duplicate là giống. Nếu như về tính từ nhá, còn nếu như mà nghĩa danh từ của từ duplicate này là bản sao. Cái này bạn nào hay dùng máy in thì sẽ biết. Rồi, chúng ta xem này, cái chỗ trống này của mình chắc chắn là thiếu tính từ rồi. Và tính từ này nó sẽ bổ nghĩa cho từ gì đấy ạ? Bổ nghĩa cho cái từ staff ở đằng sau, đúng không? Numbers of our experience chấm chấm and casual staff. Vậy thì cái từ nào ở đây bổ nghĩa được cho cái từ staff là từ nhân viên? Nhân viên thiểu số à? Hay là nhân viên dài lê thê thì là không đúng rồi, đúng không? Nhân viên giống nhau thì cũng là không đúng rồi. Mà là gì đây ạ? To become permanent. Các em nhìn thấy cái từ permanent ở đây của cô nhá, là vĩnh viễn, đúng không? Có nghĩa là kiểu lâu dài, dài hạn đấy. Thì nó sẽ trái nghĩa với việc, với cái từ là tạm thời. Tức là gì đấy ạ? Cái công ty này rất vui mừng được thông báo rằng chúng tôi đã mời một vài những cái người nhân viên mà gọi là tạm thời thôi, đã để trở thành nhân viên chính thức của chúng tôi, nhân viên lâu dài của chúng tôi. Thì đáp án của chúng ta sẽ là temporary. 125 này, 125, câu hỏi về phần từ loại. Với câu hỏi này, các em nhìn này, to be fully, to be fully, đằng sau là một trạng từ rồi. Thế thì, đằng trước là một trạng từ thì đằng sau của mình phải là một tính từ, đúng không? Hoặc là một phân từ hai. Đó, thì chúng ta xem này, ở đây chúng ta chỉ có duy nhất cái từ gì đây? Duy nhất cái từ là refunded, là đảm bảo được, là tính từ đuôi ed đấy, hoặc là phân từ hai đấy. Thì các em nhìn nó cô này, the company admitted that, cái công ty đã thừa nhận rằng nó đã hoàn toàn sai lầm và nó thông báo rằng nó sẽ hoàn, rằng tất cả những cái phí về mặt công việc nghề nghiệp đấy mà nó thu thì sẽ được hoàn lại hoàn toàn, tức là đây là bị động rồi, đúng không? Sẽ được hoàn lại hoàn toàn, to be fully refunded. Đấy, thì rất là dễ. Câu số 126. 126, câu hỏi về phần giới từ. Within là trong vòng hoặc là trong khuôn khổ của một cái gì đó, của một cái hiệp định. Among là giữa này, giữa nhiều người, nhiều vật. Between là ở giữa nhưng phải có từ and. From, từ cái gì đó đến cái gì đó, thì thường sẽ đi với từ to. Thì chỗ này mình loại luôn cái từ between á, vì không có and này. Media organizations can be called before a tribunal. Tức là những cái tổ chức về mặt truyền thông, tổ chức báo chí ấy, có thể sẽ được called before a tribunal, là bị triệu tập đến tòa án ấy. Cái từ tribunal này của mình ở đây là tòa án ấy. Bị triệu tập đến tòa án nếu they fail, họ không, họ thất bại trong việc làm gì đấy. They fail to operate, họ không vận hành theo như là cái hướng dẫn mà được đề ra bởi cái
hiến pháp của liên bang hoặc là luật lệ của liên bang. Đấy, thế thì phải là trong khuôn khổ đúng không? Trong khuôn khổ cái hướng dẫn này thì chúng ta chỉ có thể chọn được đáp án là within. Ok. Câu số 127 cũng là một câu hỏi về phần từ loại này. Expect to work chấm chấm. Mình có to work ở đây là một động từ rồi, bổ nghĩa cho động từ chắc chắn phải là một trạng từ đúng không? Collaboratively. Câu số 128 này là một câu hỏi về phần từ loại. Từ vựng, từ vựng. Enlarge này của mình là phóng to. Phóng to theo kiểu như là em phóng to ảnh hoặc là em phóng to chữ ở trên một cái tờ nào đó, tờ giấy nào đó. Reach là với tới, với đến. Đi với something luôn. Peak là đạt đỉnh. Bạn nào mà hay viết IELTS là sẽ gặp từ này rất là nhiều này. Đạt đỉnh này. Magnified ở đây cũng là kiểu như là phóng đại mọi chuyện lên ấy, hoặc là phóng đại mọi thứ dưới kính hiển vi. Đấy, thì lưu ý cho cô này. Thế cái chỗ này của mình nhá, đằng sau là last June, năm ngoái, tháng 6 năm ngoái. The unemployment figures, figures ở đây là chỉ số thất nghiệp năm ngoái thì đã phóng to không được đúng không? Enlarge bỏ đi, magnified bỏ đi, đã với đến cái gì không có something ở đằng sau đúng không? Thì bỏ cái đuôi rich, bỏ cái từ rich này đi. Mà các em sẽ chọn cho cô đáp án là peak, tức là đã đạt đỉnh, chỉ số thất nghiệp đã đạt đỉnh vào tháng 6 năm ngoái. Đó. Câu số 129 này, một câu hỏi về phần từ loại. Từ vựng, sorry các em, một câu hỏi về phần từ vựng. Size, kích cỡ này. Proportion, tỷ lệ. Equivalence, cân bằng. Combination, kết hợp, sự cân bằng, sự kết hợp nhá. Thế thì mình thấy này, phía trước của mình có out of width đúng không? Thì chỉ có duy nhất là cái từ out of proportion width là có thôi, có nghĩa là nó không không phù hợp với, không tương xứng với. Nếu như là phù hợp với cái gì nhá, thì em nhớ cho cô là mình có từ in proportion with. Thế còn không phù hợp với thì mình sẽ có là out of proportion with, là không phù hợp với cái gì đó, không tương xứng với cái gì đó này. Hội đồng của những cái doanh nghiệp thì đã chỉ ra cái quan điểm của nó rằng, tức là mọi người nói rằng đấy, cái luật mới này này, cái hình phạt mới cho cái việc tax evasion là kiểu vi phạm về mặt thuế đấy, thì không tương xứng với cái mức độ nghiêm trọng của phạm tội. Có thể là phạm tội nặng nhưng mà bị phạt nhẹ chẳng hạn, hoặc là phạm tội nhẹ bị phạt nặng đấy, thì là nó không tương xứng với lại cái mức độ nguy hiểm nghiêm trọng của cái vụ việc đấy. Thế nên là chúng ta sẽ chọn được là out of proportion. Ok. 130 này, 130 lại là tiếp tục với một câu hỏi về phần từ vựng. Settle. Settle là ổn định này. Pick, chọn này. Decide, quyết định. Establish là thiết lập. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng xem cái chỗ này nhá. Đây đều là những cái động từ đúng không? Động từ ở quá khứ. Thì các em sẽ xem là cái động từ này là do xem là cái đối tượng gây ra cái hành động này là ai. The senior management, tức là cái ban quản lý đúng không? Ban quản lý. Thì chấm chấm. Mình có một cái từ rất là hay ở đây này, unanimous. Unanimous ở đây của chúng ta là đồng tình, là thống nhất, là nhất trí. Vậy thì nhất trí là quyết định sẽ thế này, sẽ thế kia đúng không? Thì cái từ nhất trí này nó sẽ đi với cái từ là quyết định. Đấy, họ đều nhất trí rằng sẽ quyết định triệu hồi tất cả những cái mẫu xe này vì lợi ích của khách hàng. Đấy, in the interest of customer safety, thì the senior management unanimously. Câu số 131 của chúng ta này, một câu hỏi về phần gì đây? Phần phần từ loại đúng không? Speak, spoken, speaker, speaking. Thấy luôn nó có từ cái từ keynote. Keynote chỉ đi với cái từ speaker thôi, là người nói chính ở trong một cái buổi hội họp hoặc là một cái buổi gì đấy, tức là cái người nói chính, keynote speaker nha. Câu số 132 của chúng ta là một câu hỏi về phần từ vựng này. Unexpectedly là bất ngờ. Bất ngờ. Immediately, ngay lập tức. Especially, đặc biệt là. Và recently là gần đây.
Đấy, thế thì cái chỗ này nhá, mình xem là cái trạng từ thì phải bổ nghĩa cho động từ thôi. Thì em xem là động từ của mình ở đây là cái gì? Là từ go đúng không? Nên đi, đi bất ngờ, đi ngay lập tức, đi đặc biệt là thì bỏ đi rồi, đi gần đây thì bỏ đi rồi. Thế chúng ta xem là đi bất ngờ hay là đi ngay lập tức nhá. Bất cứ new staff member who has not already submitted a recent photo, bất cứ một cái nhân viên mới nào mà người vừa mới mà chưa nộp một cái ảnh gần đây của họ ấy, thì nên đi đến cái phòng nhân sự ngay lập tức để nộp cái ảnh đấy đúng không? Thì đáp án của chúng ta sẽ là immediately. Tiếp tục này, câu số 133 là một câu hỏi về phần từ vựng common, phổ biến. Phổ biến. Genuine, genuine của mình ở đây là thật. Giống như là kiểu như là có thật hoặc là chân thật ý, chân thật đấy. Level là mức độ này, even là đều này, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta có cái từ là errors, errors là lỗi, nó cũng bằng với cái từ mistake ý. Thì các em để ý là chúng ta có cái từ là cái lỗi phổ biến ý. Other sẽ là common mistake đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có là common errors đúng không ạ? Common grammatical errors. Ở câu số 134 này. Besides, either, also và to. Thì chúng ta thấy này, in addition to, thêm vào, ngoài ngoài cái việc, ngoài hoặc là thêm vào đấy, ngoài những cái sự cải thiện ở trong cái nhà ăn của công ty, thì cái những cái trang thiết bị về mặt thể chất thể dục thể thao ấy thì cũng được nâng cấp. Vậy thì cũng được nâng cấp, ở đây chúng ta chỉ có để chọn được cái từ also thôi đúng không ạ? Câu số 135 này, không biết có bạn nào sai không này. Cái từ remain nhá, cái từ remain này thì nhớ cho cô này, là chúng ta sẽ phải cộng với lại tính từ mình học ở trong bài tính từ rồi, đúng không? Nó giống như là become hoặc là get ấy. Become là trở nên, get nó cũng là trở nên. Đấy, thế còn remain này là kiểu duy trì, duy trì. It remains đằng sau cộng tính từ. Tính từ của mình ở đây chỉ có duy nhất là cái từ doubtful, doubtful thôi, đúng không? Đừng bạn nào chọn là doubtfully nhá. 136 này. Lại là một câu hỏi về phần từ vựng. In agreement with, in agreement with có nghĩa là bằng lòng với ai này. In alignment with, in alignment with là thẳng hàng với cái gì này? In relation with là có quan hệ với này. In conjunction with là cùng chung cái gì với ai này, cùng chung với này, hay là cùng với đấy. Thế thì cái chỗ này nhá, the high tech hotel in chấm chấm with the organizers of the annual film festival is offering a package which includes travel, accommodations and movie tickets. Có nghĩa là cái khách sạn này này cùng với những cái nhà tổ chức của cái lễ hội phim này thì cung cấp một cái gói rất là ưu đãi cả về việc đi lại, cả về chỗ ở và về vé xem phim nữa. Thì chúng ta chỉ có thể chọn được đáp án là cùng với đúng không? Cái khách sạn này cùng với những cái nhà tổ chức. Đấy, cùng với những cái nhà tổ chức của bộ phim này. Đó, thì sẽ là conjunction, in conjunction with. Và câu cuối cùng của chúng bốn câu cuối cùng của chúng ta này, câu 137. Đây là một câu hỏi về phần từ loại đúng không? The này, mà đằng sau của mình là từ word, danh từ rồi, thì đây là một tính từ thôi, so sánh hơn đúng không em? So sánh hơn nhất vì có chữ the mà. Thế nên là mình sẽ chọn là gì đây? Harshest, đúng không? Harshest. Tiếp tục này, là cái lời lẽ cay đắng ấy, lời lẽ cay nghiệt ấy. Cay đắng hoặc là cay nghiệt. Câu số 138 này là một câu hỏi vẫn là về phần từ loại worry, worried, worries and worrying. The new health đây, chỉ cần nhìn nó có cái chữ the này và tendency. Tendency của mình ở đây là một danh từ đúng không? Xu hướng. Thế thì trước danh từ bắt buộc là mình phải cộng với tính từ rồi. Tính từ thì mình loại luôn ý A, loại luôn ý C đúng không? Worry hay là worrying. Bây giờ xu hướng bị lo ngại hay là xu hướng đáng lo ngại ạ? Xu hướng không thể là bị lo ngại được đúng không các em? Phải chọn là xu hướng worrying tendency là đáng lo ngại. Đấy, còn khi nào mà tớ cảm thấy rất là lo lắng ấy thì sẽ là I'm worried. Được chưa? Rồi, câu số 139 này. Mình có according to là theo như. Thấy cái chữ sources ở kia là biết ngay chọn cái gì rồi đúng không ạ? In case of là trong trường hợp nào đó. On behalf of thay mặt.
In common with là cùng giống ai đó. Cùng giống với ai hoặc là cùng giống với cái gì. Đấy. Thế thì cái chỗ này nhá, unnamed sources theo như một cái nguồn tin mà không được gọi tên ấy đúng không? Thì cái ngân hàng này nó đang tăng cái lãi suất của nó lên. Thế thì chỉ có thể chọn được là according to thôi. Câu cuối cùng này 140. Câu hỏi về phần từ vựng nhưng mà cũng không khó lắm đâu. Spend ở đây của mình là dành tiền, dành thời gian đúng không ạ? Waste là lãng phí. Achieve là đạt được. Implement là tiến hành. Đấy, a senior management committee believes that we should immediately chấm chấm the new government guidelines. Guidelines ở đây là hướng dẫn đúng không? Vậy thì chúng ta phải dành hướng dẫn hay lãng phí hay đạt được, chắc chắn là chúng ta phải tiến hành ngay theo cái hướng dẫn của chính phủ về sexual harassment, những hành vi quấy rối, được chưa? Đó, thì đáp án của chúng ta là đáp án D. 40 câu. Thì các em lưu ý nhá, mình sẽ có những cái cấu trúc câu và sẽ có những cái từ vựng, thì cố gắng là học cho cô, làm đi làm lại thì các bạn sẽ nhớ. Ok. Ok, so now we move to part number 6. Chúng ta sẽ chuyển sang part số 6 các em nhá. Trong part số 6 mình sẽ có 12 câu này, giống part số 5 thôi nhưng mà nó sẽ khó hơn một chút vì là cả một đoạn bài dài đúng không? Chúng ta phải nắm được thông tin. Now, question 141 to 143 refer to the following notice. Chúng ta có một cái bản thông báo về cái gì đây? Về cái festival đúng không? Về một cái festival, một cái lễ hội này. Trio of colorful fall events, tức là có ba cái lễ hội mùa xuân. Ba lễ hội mùa xuân diễn ra vào tháng 10. Xe ngựa kéo các thứ này. Câu số 141, after là sau này, before là trước, during là trong suốt, through là xuyên qua, đúng không? Thì ba cái từ này của chúng ta đều là cộng với lại thời gian. Đây là đều là những cái giới từ chỉ thời gian. Có cái từ through này thì nó cả là thời gian và cả là địa điểm được, đúng không? Through thì thường là throughout the year, xuyên suốt cả năm, còn không thì sẽ là địa điểm là đi xuyên qua, đi qua cánh rừng hoặc là gì gì đó đúng không ạ? Địa điểm. Vậy thì ở chỗ này chúng ta có này, với những cái cưỡi xe ngựa này, cưỡi xe ngựa qua công viên từ quán cà phê này cho đến cái lodge, đến cái nhà nghỉ kia đúng không? Thì sẽ là through Hyde Park. Đổi câu số 142 của mình này. Take thì mình sẽ có là take off cũng được này, take off là cởi đồ này đúng không? Cởi quần áo hoặc là cất cánh với máy bay đúng không ạ? Take on của cất cánh này, take on của mình là đảm nhận trách nhiệm. Đảm nhận trách nhiệm. Take care là bảo trọng, bảo vệ đúng không? Chúng ta có một cái cụm ở đây là take up residence, có nghĩa là diễn ra. Đấy. Diễn ra, xảy ra. Hoặc là cư trú, cư ngụ ở đâu đó. Thì cái những cái hoạt động này này, nó sẽ diễn ra ở cái khu là Children's Garden đúng không? Thì đáp án của chúng ta sẽ là C, Take up residence. Đây là công thức rồi nhá, các em phải nhớ nhá. Rồi, câu số 143 này. Until, while, during và between. Between thì phải đi với and rồi. Đây không có and thì các em loại luôn cái từ between đi cho cô này. While là trong khi đúng không ạ? During này trong suốt. Trong khi, until là cho đến khi. Thế cái chỗ này nhá, chúng ta sẽ làm những cái người này này, người lớn thì là 10 đô này, trẻ con thì sẽ là từ 8 tuổi trở lên là 5 đô này, sân chơi ở phía tây này, phía north, north, sân chơi ở phía bắc này của công viên này. Sẽ trở thành trung tâm để gọi là chạm khắc pumpkin bọc bí ngô đấy đúng không ạ? Và cái nơi đấy chạm khắc bí ngô này, và những cái quả bí ngô này sẽ được thả trôi ở trên cái dòng nước trong suốt đúng không? Trong suốt cái sự kiện này, trong suốt cái sự kiện này, thì đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C, during. Ok. Tiếp tục này, mình có câu 144 đến 146, 144 to 146 refer to the following letter, một cái bức thư đúng không ạ? Một cái bức thư này. Bức thư gửi cho ông Ronan. Nào, mình sẽ xem nhá.
On September 3 này, vào ngày mùng 3 này, make hotel reservation này, đặt phòng khách sạn này. Và theo như sự hướng dẫn thì hai phòng đã được đặt ở cái khách sạn này chấm chấm với cái thông tin như ở đây. Thế thì mình có từ details as shown thì chúng ta chỉ có để chọn được đáp án là with, đúng không? With the following information hoặc là with details, theo như là những cái chi tiết ở đây. Đó. Tiếp tục này. Câu số 145. Câu số 145 này, Apex và HKG sẽ chấm chấm the room rate for the guest first. Cái Apex và HKG này sẽ, một này, decide của mình ở đây là quyết định. Không để quyết định ngộ đúng không? Select là chọn. Settle là ổn định. Detour là làm chệch hướng. Thế thì cái chỗ này của chúng ta nhá, cái công ty này sẽ làm gì đó, cái phòng, cái chi phí của phòng cho khách hàng trước. Vì vậy khách hàng sẽ không phải trả tiền khi mà họ check out. Vậy thì ở đây mình sẽ xem là cái từ nào mang cái nghĩa là kiểu mình ổn định, mình trả tiền, mình thanh toán trước cho khách hàng, thì chỉ có thể là mình chọn được cái từ settle thôi, đúng không? Và các em cũng để ý một chút nhá, là mình cũng sẽ thấy là cái từ settle này này. Đấy, settle ở đây nó cũng nghĩa là kiểu mình thanh toán tiền đầy đủ để mình có thể ổn định được chỗ ở. Nó ổn định là một cái gì đó thì mình có thể dùng từ settle. Và vì vậy này, khách hàng sẽ không cần phải trả tiền khi mà họ check out, mà cái Apex và HKG này sẽ accuse, kết tội, loan, cho vay, khoản vay từ ngân hàng đấy, credit, ghi nợ, charge là tính phí. Thế thì trong trường hợp này chỉ có duy nhất cái từ charge, thì cái Apex này sẽ tính phí cho họ sau. Tuy nhiên nếu như dịch vụ phòng như là mini bar mà được sử dụng, tức là cái tủ lạnh bé bé ở trong phòng ấy được sử dụng, thì guest sẽ phải trả khi mà check out. Đó. Thì các em để ý là ở đây có check out này, settle này, thì trên này mình sẽ chọn được từ settle. Đấy, mẹo là như thế. Nào, hai câu tiếp theo 147, ba câu tiếp theo 147 đến câu số 149 này, advertisement, một cái quảng cáo đúng không? Quảng cáo này là sẽ quảng cáo cho cái gì đấy ạ? The Grand Hotel, quảng cáo cho một cái khách sạn đúng không? Và câu số 147. Right, rightly, rightful và rightfully. Câu này nhiều bạn sẽ bị sai. Vì là các bạn thấy là có cái từ from ở đây nên là các bạn chọn luôn cái từ rightfully. Nhưng mà bình tĩnh một tí nhá. Ở đây chúng ta có này, our check-in kiosk này recently installed in the lobby allowed our guests to check in for flights and receive their boarding passes chấm chấm the hotel. Tức là cái quầy check-in của chúng tôi đã được chuyển vào trong cái sảnh của khách sạn. Vì thế khách hàng có thể là check-in, kiểm tra cái thông tin máy bay và nhận được cái boarding passes, tức là cái gọi là thẻ lên máy bay đấy, ngay ở khách sạn này. Thì ngay ở đâu đó chúng ta sẽ dùng cái từ là right, đúng không? Bởi vì sao? Các em còn nhớ là cái gì hiện tại tiếp diễn ý, chúng ta có từ ngay bây giờ, chúng ta nói là gì nhỉ? Right now, đúng không? Chúng ta đâu có nói là rightfully now, chỉ có là right now thôi. Thế nên sẽ là right from the hotel, ngay từ khách sạn là các bạn đã có thể lấy được cái đấy rồi, đúng nhá. Nào, câu số 148 này, you are chấm chấm on time, mình có often, đây là những cái trạng từ chỉ tần suất đúng không? The monitor set up next to the kiosk display flight departure and arrive time to ensure that. Cái màn hình này nó sẽ show cái, nó sẽ hiển thị những cái thông tin về giờ đến hay là giờ đi của máy bay để đảm bảo rằng bạn luôn luôn kịp giờ, bạn luôn luôn đúng giờ. Thế thì sẽ là always on time, đúng không? Câu số 149. Visit là chuyến thăm này, tour là tour đúng không? Đấy, travel. Travel thì có thể là các em dịch là việc đi du lịch. Còn nếu không thì mình có thể dịch là việc đi lại. Đấy, arrival là sự đến. Bắt nguồn từ cái từ arrive đấy, arrive. Nào chúng ta xem nhá. Ở cái khách sạn này này, bạn sẽ cảm thấy như ở nhà này. Bạn có thể là relax and unwind from the stresses of. Bạn có thể thư giãn này và có thể tái tạo lại năng lượng từ để không bị stress nữa bởi cái việc là đi lại quá là nhiều, đúng không? Ở đây không còn đồ nào khác nữa để cho các bạn lựa chọn được. Chúng ta phải bắt buộc là chọn cái từ là travel, là cái việc đi lại. Bởi vì là mình đi lại nhiều thì mình sẽ bị mệt. Nhưng vào đến khách sạn này thì các em sẽ cảm thấy như là ở nhà, đúng không? Đấy.
thì cũng hơi khó một chút. Chúng ta cố gắng thôi nhá. Ba câu cuối cùng của cô này, ba câu cuối cùng này thì lại không không làm khó các em nhiều đúng không? Chúng ta cùng xem nhá. 150 to 152 refer to the following email. Chúng ta có một cái email này. Email là từ Cindy. Từ Cindy gửi đến cho bạn Sin đúng không? Và chủ đề của chúng ta sẽ là another sales lead, tức là một cái thương vụ sale mới đấy. Câu số 150 này. Job là nhiệm vụ này hoặc là công việc này. Chance cơ hội, limit là giới hạn này. Từ này chắc là cũng không mới đúng không ạ? Giới hạn này, pursue là sự theo đuổi. Thế thì chúng ta xem nhá. I have another sales lead for you today. Tôi có một cái thương vụ mới cho bạn hôm nay đây. Nhiệm vụ là sẽ gửi cái kiện hàng này bằng chuyển phát nhanh từ France đến New York đúng không ạ? Đấy thì ở đây chúng ta chỉ có thể chọn được là job thôi, công việc là nhiệm vụ là. Thế thì bây giờ đang yêu cầu mà, đang hỏi bạn này có thể làm được cái nhiệm vụ này cho tớ không? Và vì vậy câu số 151 này, how, that, what và whether. I would like to know, tôi muốn biết chấm chấm bạn có thể nhận được nhiệm vụ này không? Handle this, handle là đảm nhận được nhiệm vụ này không? Và xem là bạn có thể gặp, là bạn có thể đáp ứng, đấy, để ý cho cô nha, meet the this service requirement, đáp ứng được cái nhu, đáp ứng được những cái yêu cầu. Vậy thì ở đây chúng ta để có từ if này. Cô bảo rồi, trước and là cái gì thì sau and là cái đấy đúng không? Thì mình có cái từ tương đương nghĩa với cái từ if, chính là cái từ whether, xem là. Đấy, tôi muốn biết liệu rằng bạn có thể nhận được nhiệm vụ này không? Và xem là bạn có thể đáp ứng được cái những cái yêu cầu của cái nhiệm vụ không? Đấy, thế nên là chúng ta sẽ chọn đáp án là whether các em nhé. Câu số 152. Mình có từ defended, câu hỏi về từ vựng rồi đúng không? Defended của mình ở đây là bảo vệ này. Giống như là Bộ Quốc phòng đấy, of defense đấy, Ministry of Defense đấy, bảo vệ này. Refuse, từ chối. Incur là gọi là gì nhở? Phát sinh. Convey là chuyển. Nếu như bạn có thể này, can you please quote us the delivery rates and all charges in New York? Đúng không? Nếu như bạn có thể thì làm ơn hãy gửi cho tôi báo giá đấy về cái mức vận chuyển và tất cả những cái chi phí phát sinh ở New York đúng không? Thế thì ở đây của mình có từ là incurred là phát sinh rồi. Ok, finish xong 52 câu đầu tiên rồi. Hy vọng là các em sẽ làm đúng được khá là nhiều nhá. Cô sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo để chữa đề số 4. Ok, and thank you for listening. Và cô rất cảm ơn vì các bạn đã theo dõi video của cô từ đầu đến cuối. Và nếu như mà các bạn mà có bất cứ một cái câu hỏi gì thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Comment xuống phía dưới và cô sẽ giải đáp cho các em. And if you like the video, so please click like. And then if you think that it is very useful, you can share this video. And then if you like the channel, you can subscribe. Okay. So I will see you next time. Bye bye. Have a nice day.